mong phaon mê mênh lộ dây lọc tá Kamara kamara dụ vi chân dụ viên đề rì tập o Ta khiêm ạ khan bần phan thơ vi lô rì chanh vi lô ni Chỉ chẳng thường ngày màu vi chẳng sắp đà mọc hai vầy mong phaon á Chân cơ xôm khăn tay phết tố đo Bộc mai mong phaon nâng Nệ tu sân đà Tăng o cơ xôm khăn tay phết tố phong đà Rõ cả ạ khan mình sẽ bắt họ để xa khi em bắt đầu vô hay nâng ốp có bạp ra bỏ khi em nâng bắt khôi tâm tay có mong dọc mọc hà thầm mây nâng mong phôn chẳng có xông thân tay phải tốt phong tay chẳng lực nông ní cơ khi em xông lực dọc dọn bọn tôn chất dọc mọc này dây nâng mong phôn á chẳng môn nâng châu đó sạch nghe rương giờ này có khiếm sống khăn tay em phải tôm vì bọc mai bóng ôn mê mình được dây lột ta cầm mà rấy dù vi chân dù quên rì thằng ó nâng chân rộp chị thằng ó nâng lô cổ nè cổ đai chia sát ra cha rư bằng đất cả quay cầm bông tay sạc xa bạc xa bạc lây bạc xa sạc rất សរសើរសរសើរខ្មែរទាំងអស់ក៏សូមខន្តីភ័យតោដល់ខ្ញុំបាទផងនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលលោកគ្រូចេះចាំនមន្តអង្គមគាថាតាំងឡាយក្តីលោកគ្រូដែលជាគ្រូហោរាសាស្ត្រក្តីគ្រូឱសថបុរាណក្តីលោកគ្រូមើលជំងឺឬក៏លោកគ្រូផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាក៏សូមខន្តីភ័យតោវិសំណាក់ខ្ញុំបាទផង អញ្ចឹងយកនេះគឺត្រង់ព្រាយបាបនឹងហើយបងប្អូនណាប៉ុន្តែបងប្អូនចាំតើមើលនៅគាថានោះគាថានោះយើងអាចសូត្រ7ចប់បងប្អូនអញ្ចឹងមិននៅបន្តទេក៏សូមកាន់តែដល់ព្រះសាមណសង្ឃព្រះភិក្ខុសង្ឃឬលោកគ្រូចៅអធិការគ្រប់ចំណាត់ថ្នាក់ក៏សូមកាន់តែពេញតោដល់ខ្ញុំបាទផង ឬក៏និយាយអំពីអានបលីឬគាថាអ្វីក៏មិនសូវសមរម្យក៏សូមកាន់តែពេញតោះដល់ខ្ញុំបាទផងអញ្ចឹងគាថានេះបងប្អូនអាចមើលបានលុបទៅដែលខ្ញុំសរសេរចប់បងប្អូនអាចសូត្រ7ចប់បានសូត្រ7ចប់ទៅបងប្អូន អាចបន្តចិត្តឲ្យគេបានណាបងប្អូនឯងថាពេលខ្លះមានគេខឹងគេស្អប់យើងយើងអាចសោតនៅគាថានឹងបានដើម្បីបន្តចត់បន្តចិត្តហើយកុំឲ្យខឹងឬក៏អ្វីមួយចឹងទៅឬក៏លួងលោមគេនៅអ្វីមួយដែលគេកំពុងតែខឹងយើងក៏សោតគាថានឹងបន្តចប់ ហើយបងប្អូនផ្លុំដាក់បាត់ដៃញីនឹងសក់ឬក៏ថ្ងាសចិញ្ចើមទៅបងប្អូនណាហើយចាំយើងទៅនិយាយប៉ុន្តែមុននឹងយើងសូត្រកុំភ្លេចហើយសក់គឺគាថាដើមគឺព្រះរតនត្រ័យគឺមានអ្នកមោទសៈហ្នឹងហើយបងប្អូនណាអ្នកមោទសៈកវេតោនិងអារាតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈហ្នឹង ចំនួន3ចប់ទៅបងប្អូនអាចសូត្រឬក៏ពៀវនានៅក្នុងចិត្តទៅបងប្អូនអាចរត់កាយហើយតែមានអានុភាពមុនដំបូងបងប្អូនមិនតាន់ចេះចាំស្ទាត់បងប្អូនរៀនឲ្យស្ទាត់ទៅបងប្អូននឹងមានអានុភាពមិនមែនបងប្អូនយកទៅប្រើហើយនោះມັນមានអានុភាពនោះក៏អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យពូកែបងប្អូនត្រូវតែរៀនឲ្យចេះឲ្យស្ទាត់សិនបងប្អូនណាមើលយើងរៀនអ្វីក៏ដោយបើសិនជាយើងរៀនមិនច្បាស់សូត្រមិនត្រូវអក្សរៈក៏វាមិនពូកែដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹង
miền bóng bóng khá là con sạt cột ai mờ liếm cột tình mà plate như chẳng tới cột ai sọt bàn chân đòi về nhà riêng riêng luôn chân một kỳ thà tầm ổn ní cơ bình nhầm thờ màu ní nằm bầy cầm oi bạch bóng có đôi chìa áp về rẻ tục nơi giòn không ai rồi có bà lấy kỳ thà xem xem chân tờ chân bông ổn ai một nâng nghiêng riêng dân trâu tài an vệ sinh bông ổn an nông chất an nông chất ôi tràn đoàn tớ rồi hỏi bông ổn chăm tình tình sốt chân bỏ bông ổn chờ mình chân riêng chân riêng ta bông ổn vậy để bông ổn tùm nế bông ổn này à dọc bậc an ăn rồi hỏi có tính sốt bật phở thằng tính sốt chúng ta nâng chạm hơi bọn phần á chẳng bởi bọn phần khá gọt mình sự chia cho bác gọt bởi lấy y tế gọt ai sẽ đạp cái nhóm rồi có ai sốt mà đoàn mình tích tớ dù dù không tính chạy đôi chất thân nha chẳng mình đã bố dân trang sốt này mô tất xa bây chọc máu rồi hỏi dân sốt thà hụt thố mỹ thầm mẹ ị rật tạ nắng ạ hắng cả rật tạ nắng chả tổ ráng ạ hắng tiết dạ khá thuần thế vô cả ráo mỹ mẹ mẹ bóng phố nè chẳng bóng phố này mơ ở chọc tới đây xa nhập sốt hỏi nhầm an ở chọc chẳng á chẳng nhầm an vào đoàn tiết út thổ mỹ thầm mẹ y ra tạ nắng ạ hăng cạ rọt tạ nắng chạ tổ ráng ạ hăng tiết dạ khá thuần thế vô cả rõ mỹ mẹ mẹ chẳng bọn bọn ai dọc từ số tình tình bán chẳng có xôm khăn tay phải tố rõ không học khó sống nâng xôm chùm riêng lý chụp nên ở vì lâu cao tiết bát xong ở con